Tẩy chay Chelsea, hàng loạt trụ cột sẽ không lên tuyển, chờ VFF sa thải Chelsea, cả Việt Nam dậy sóng. Trong bối cảnh căng thẳng gia tăng quanh huấn luyện viên Philippe Chelsea và các quyết định gây tranh cãi của ông, một làn sóng tẩy chay đang nổi lên mạnh mẽ từ phía các trụ cột của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Thông tin từ nhiều nguồn tin uy tín cho thấy một số cầu thủ chủ chốt đang xem xét quyết định không lên tuyển cho các trận đấu sắp tới ở vòng loại World Cup 2026 như một phản ứng đối với phong cách quản lý và chiến lược của huấn luyện viên Châu Điều này đặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF vào một tình thế khó khăn khi họ phải cân nhắc giữa việc duy trì sự ổn định và đáp ứng yêu cầu ngày càng tăng từ phía cầu thủ và người hâm mộ. Đội tuyển quốc gia Việt Nam từ lâu đã được biết đến với tinh thần đoàn kết và sự chiến đấu không ngừng. Tuy nhiên, sự không hài lòng của các trụ cột đối với cách tiếp cận và quản lý của huấn luyện viên Chelsea đang khiến tình hình trở nên căng thẳng. Các cầu thủ này với kinh nghiệm và đóng góp quan trọng của mình đang cảm thấy không được trân trọng và sử dụng hiệu quả dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Chelsea. Những tín hiệu từ các trụ cột này đang gây áp lực lớn lên VFF, buộc liên đoàn phải xem xét lại tình hình và đưa ra quyết định cần thiết. Đây không chỉ là vấn đề về kết quả thi đấu mà còn về tâm lý, tinh thần và sự ổn định lâu dài của đội tuyển. Các công thần của đội tuyển Việt Nam đang trải qua những ngày tháng khó khăn và bất mãn khi họ cảm thấy không được trân trọng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Philippe Troussier. Sự bất mãn này không chỉ đến từ việc không được lựa chọn tham gia các trận đấu mà còn từ việc khi được gọi lên đội tuyển rồi lại không được cơ hội thể hiện năng lực, hoặc nếu được ra sân thì lại đá ở những vị trí không phải là sở trường của họ sự không hài lòng này đã tạo ra một bầu không khí căng thẳng và nặng nề trong đội tuyển các cầu thủ với kinh nghiệm và đóng góp lớn cho bóng đá việt nam cảm thấy mình không được đánh giá đúng mức không được tôn trọng và không có cơ hội để chứng tỏ bản thân điều này không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý và tinh thần chiến đấu của các cầu thủ mà còn đe dọa đến sự ổn định và đoàn kết của đội tuyển sự bất mãn từ các cầu thủ này cũng phản ánh một vấn đề lớn hơn về cách tiếp cận và quản lý của huấn luyện viên châu Việc không thể tạo ra một môi trường làm việc dựa trên sự tôn trọng và khích lệ sự phát triển của mỗi cá nhân sẽ không chỉ cản trở sự phát triển của các cầu thủ mà còn làm giảm hiệu suất của toàn đội. Đối với VFF, việc giải quyết tình hình này đòi hỏi một chiến lược rõ ràng và quyết đoán. Liên đoàn cần lắng nghe ý kiến từ các cầu thủ, xem xét lại cách tiếp cận và quản lý của ban huấn luyện và đưa ra những quyết định cần thiết để xây dựng lại niềm tin, đoàn kết và tinh thần chiến đấu cho đội tuyển. Chỉ khi mỗi cầu thủ cảm thấy mình được trân trọng và có cơ hội phát huy tối đa năng lực, đội tuyển Việt Nam mới có thể tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu cao hơn nữa. Kính thưa quý vị, chúng ta cần có một cái nhìn chi tiết về lý thuyết và thực chiến của tuyển Việt Nam. Việt Nam thi đấu như thế nào dưới thời ông Châu Siêu sau một năm? Chúng tôi xin có một góc nhìn như sau. Sơ đồ chiến thuật 343 hay 352 của huấn luyện viên Châu Siêu vận hành ra sao? Trên lý thuyết, khi triển khai bóng từ thủ môn đến các trung vệ lệch thì tuyến tiền vệ sẽ được kéo thấp xuống để đảm bảo khoảng cách giữa các tuyến nhằm tạo ra các tam giác chuyền bóng đập nhà như tam giác Tuấn Tài, Minh Trọng, Thái Sơn là những cầu thủ thấm nhuần triết lý của ông Chelsea. Nhiều người thắc mắc là tại sao Tuấn Tài lại thường được ưu tiên sử dụng dù cầu thủ này tranh chấp hay kỹ năng phòng ngự đều kém hơn các trung vệ khác thì nó có lý do như sau. Tuấn Tài thuận chân trái, có khả năng truyền bóng bằng chân trái tốt với các đường truyền hướng lên tuyến trên cho các cầu thủ nhận chân trái nhận bóng, từ đó mở ra các đường lên bóng ở cánh trái. Thống kê ở World Cup 2022 chỉ ra rằng khi một cầu thủ cánh trái nhận bóng thường tạo ra các pha nguy hiểm hơn ở cánh phải và các cầu thủ chạy cánh hàng đầu hiện nay đa phần ở cánh trái. Mitoma, Vinicius, Martinelli hay Mbappe cũng rất thích chơi ở cánh trái ngoài ra tuấn tài có khả năng phối hợp tốt với minh trọng và đinh bắc một cầu thủ có tốc độ tốt chơi ở vị trí tiền đạo cánh trái cũng thích giạt cánh trái trong các trận đấu của ông châu siêu nếu có thay đổi ông cũng nhắm vào cánh trái đầu tiên như văn khang vào sân thường bố trí đá ở cánh trái nên ở thời ông châu siêu thủ môn khi chuyền bóng thường nhắm về cánh trái nhiều hơn cánh phải khi tấn công đầu tiên thủ môn chuyền bóng cho các trung vệ Hàng tiền vệ nhất là hai cánh sẽ kéo lùi xuống để đảm bảo quân số trong phạm vi nhất định, đồng thời dụ đội bạn dâng lên áp sát. Các học trò ông Chelsea sẽ cố gắng bình tĩnh truyền bóng để vượt qua tuyến pressing đầu tiên của đối thủ, đồng thời tịnh tiến bóng lên phía trước. Nếu đội bạn pressing thất bại thì sẽ mở ra nhiều khoảng trống cho tuyến tiền vệ và tiền đạo chúng ta tấn công. Nếu đội bạn pressing quyết liệt thì chúng ta có một giải pháp khác là truyền xuyên tuyến lên cho các tiền đạo có tốc độ lẻn ra sau hàng phòng ngự đối phương băng xuống. Vì đối thủ đã dâng cao pressing nên sẽ lộ nhiều khoảng trống sau lưng. Điều này chúng ta thường xuyên thấy trong các trận đấu của ông Chelsea, đặc biệt là 3 trận ở Asian Cup. Nếu đúng như những gì đã nêu ở trên thì lối chơi của chúng ta đúng về lý thuyết sẽ gây ra sự khó chịu cho đối thủ vì nếu họ pressing thất bại sẽ dễ tạo ra khoảng trống cho đối thủ tấn công. Còn nếu không pressing thì lại khó cướp được bóng. Khi phòng ngự, hai cầu thủ wingback sẽ lùi về tạo thành hàng tiền vệ 5 người, Đình Bắc sẽ lùi về như một tiền vệ thứ tư tạo thành khối phòng ngự 5-4-1. Các cầu thủ tích cực tranh chấp bóng, sẵn sàng pressing bên phần sân đối thủ nhằm không cho đối thủ triển khai bóng. Và khi thực chiến thì thế nào? Cũng như đã nói ở trên, sơ đồ 3-5-2 cần nhất vẫn là những wingback công thủ toàn diện và tiền đạo mục tiêu, đó là điều mà trong đội hình ông Chelsea không có. Ở cánh trái, Minh Trọng được đóng đinh cho vị trí này, nhưng trong suốt năm trận đấu của ông Chelsea, Minh Trọng thể hiện sự bình tĩnh và tự tin trong những pha xử lý hay truyền bóng ở phần sân nhà. Nhưng ở vai trò một wingback, anh chưa có một pha leo biên hay một quả tạt nào ấn tượng. Khả năng tranh chấp của Trọng cũng yếu. Trong trận đấu với Indo, Trọng thường thua trong các tình huống 50-50 trước đối thủ và thể lực cầu thủ này cũng không đảm bảo thi đấu đủ 90 phút. Đơn cử trong trận đấu với Iraq là pha phạm lỗi dẫn đến quả pen của đối thủ, chúng ta có thể thấy Trọng đã thực sự hết sức. Còn ở cánh đối diện, ông Châu Sia ban đầu thử nghiệm Triệu Việt Hưng, rồi Trương Tiến Anh và giải này là Xuân Mạnh. Tiến Anh có thể lực và đeo bám tốt, nhưng chuyển bóng hay phối hợp chưa tốt và tấn công cũng không ấn tượng. Xuân Mạnh công thủ đều cân bằng, chịu khó leo biên, tranh chấp ổn, nhưng cánh của Mạnh khi dâng cao thường không đủ quân số bằng cánh trái, nên khi nhận được bóng thường là truyền lẩn quẩn và không có tính sát thương cao đội tuyển Việt Nam tấn công không được. Đội bóng ông Châu Sia dẫn dắt thường chơi theo hướng tấn công bắt nguồn từ sự nhịp nhàng ở sân nhà và các pha phối hợp ở tuyến trên. Nhưng thực tế, ở 5 trận đấu chính thức đầu tiên của đội tuyển Việt Nam, các pha phối hợp ở 1 phần 3 sân đối phương diễn ra rất ít. Thường thì nó là các cú phất bóng ra phía sau hàng phòng ngự đối phương cho các tiền đạo băng xuống. Đây là bài tấn công điển hình của đội tuyển Việt Nam dưới thời ông Châu Sia. Nhưng điều này lại đặt ra vấn đề, chúng ta cần một tiền đạo mục tiêu đẳng cấp để có thể tận dụng các khoảng trống phía sau lưng đối phương. Ở tình huống này, Tuấn Hải không băng xuống mà lại giật về để phối hợp, nhưng Tuấn Hải trước giờ chưa bao giờ là một tiền đạo mục tiêu, anh chơi rộng, chịu khó chạy khắp sân để phối hợp. Văn Tùng còn quá non, anh ít khi di chuyển vào chỗ trống giữa các trung vệ đối phương mà lại thi sức với Jordi Amat. Kết quả là trong các pha tranh chấp với hậu vệ này, anh đa phần thua cuộc dù hoạt động năng nổ. Cuối cùng Kiệt Sức rời sân ở phút 77. Ở các pha bóng này mới thấy Tiến Linh là tiền đạo cắm số 1 của đội tuyển Việt Nam, anh luôn biết chiếm lĩnh các khoảng trống và chạy chỗ hợp lý. Đơn cử là bàn thắng mở tỷ số vào lưới Indo ở AFF Cup 2022, anh chạy sau nhưng vượt lên trước Che Amat à khiến cho cầu thủ này không nhìn được bóng để cản phá hay tình huống ra khỏi vòng cấm để phối hợp nhằm thoát khỏi sự kèm cặp của Crisada, rồi lặng lẽ băng vào đánh đầu mở tỷ số vào lưới Thái Lan ở AFF Cup 2022. Tiếc là trước giải này tiến linh chấn thương. Đội tuyển Việt Nam và con số báo động về cơn ác mộng va. Đội tuyển Việt Nam thực sự gặp cơn ác mộng va trong những năm qua. Dù dưới thời huấn luyện viên Bắc Hang-seo hay Châu Sia, những chiến binh sao vàng luôn bị ám ảnh vì va. Kể từ vòng knockout Asian Cup Năm 2019, công nghệ video hỗ trợ trọng tài và bắt đầu được áp dụng ở châu Á, đội tuyển Việt Nam cũng làm quen với công nghệ này. Tuy nhiên, việc thi đấu trong điều kiện có va thực sự là ác mộng với đội tuyển Việt Nam. Cụ thể theo thống kê từ trang Asian Football, đội tuyển Việt Nam chỉ thắng đúng 1 trên 14 trận đấu được áp dụng va Đó là thắng lợi trước đội tuyển Trung Quốc ở vòng loại thứ ba World Cup 2022. Còn lại chúng ta hòa 1 trận với Nhật Bản và thua tới 12 trận. Chưa dừng lại ở đó, thống kê cho thấy trong 14 trận thi đấu dưới điều kiện có và đội tuyển Việt Nam chịu tới 7 quả phạt đền. Mới nhất, trong trận đấu với Indonesia, Thanh Bình đã phạm lỗi với đối thủ trong vòng cấm, khiến đội nhà chịu quả phạt đền. Tính trung bình cứ 2 trận đấu, đội tuyển Việt Nam nhận một quả phạt đền. Trong đó có không ít quả phạt đền vô duyên như của Thanh Bình vừa qua. Đáng tiếc khi 6 trên 7 quả phạt đền có tính chất định đoạt trận đấu. Trong tất cả các trận đấu bị thổi phạt đền vì va, và, dòng vàng đều hứng chịu thất bại. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam cũng phải nhận 3 thẻ đỏ trong 14 trận đấu này. Chỉ tính riêng Asian Cup 2023, đoàn quân của huấn luyện viên Châu Sia đã nhận tới 2 thẻ đỏ. Giải thích việc đội tuyển Việt Nam thường chịu hậu quả khi trận đấu có va, cựu phó chủ tịch chuyên môn, cựu trưởng ban trọng tài VFF Dương Vũ Lâm cho biết, đầu tiên việc này xuất phát từ khoảng cách chuyên môn giữa chúng ta với các đội bóng có trình độ quốc tế. Chuyên môn kém so với đối thủ khiến các cầu thủ dễ mất bình tĩnh. Tôi lấy ví dụ như khi bị dẫn trước, trong thế không còn gì để mất ở trận gặp Iraq, có cảm giác rằng đội tuyển Việt Nam chơi tự tin hơn khi chúng ta gỡ hai đều. Nhưng sau khi gỡ hòa, toàn đội dường như để lộ tâm lý sợ thua, sợ không bảo toàn được tỷ số hòa. Thứ hai, việc bị phạt nhiều lỗi nặng và bị phạt nhiều thẻ đỏ, cũng như phải chịu nhiều quả phạt đền đến từ thói quen của các cầu thủ ở giải trong nước. Một ví dụ khác về tình huống kéo áo đối phương của Thanh Bình trong trận đấu với Indonesia. Chúng ta xem bóng đá quốc tế, hiếm khi thấy tình huống kéo áo đối thủ kéo dài và lộ liễu như vậy lại xảy ra trong khu vực 16m50. Đây là thói quen thôi, nhưng nếu tình huống này xảy ra ở giải Village, có khi các trọng tài không xử lý lỗi, hoặc khi trọng tài xử lý lỗi của cầu thủ, các đội phản ứng dữ dội ngay vì chính họ cũng không cho rằng họ đã phạm lỗi. Tiếp theo là pha tranh bóng dẫn đến thẻ đỏ của Khuất Văn Khang trong trận đấu Iraq. Theo tôi, cậu ấy không ác ý, nhưng vào bóng như thế thì thẻ đỏ là khó tránh khỏi. Dù vậy, đặt trường hợp tình huống này xảy ra ở giải trong nước, chưa chắc trọng tài ở V-League xử lý dứt khoát như trọng tài quốc tế.